Chào bạn. Rồi, con chào chị ạ. Và trong kỳ thi tiếng Hàn TOEIC vừa rồi thì bạn đạt được kết quả TOEIC mấy ạ? Xin chào mọi người, mình tên là Trung, mình đã học tại Trung tâm Anh Hà Nội. Mình đã tham gia kỳ thi TOEIC tháng 11 vừa rồi và mình đã đạt TOEIC 3. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì bạn có thể chia sẻ với các bạn trong trung tâm mà các bạn có ý định chuẩn bị học tiếng Hàn, những chia sẻ khi mà trong quá trình ôn tập này và những lưu ý cần thiết khi vào trong phòng thi được không ạ? Thứ nhất, việc học tiếng Hàn thì bất kỳ học một ngôn ngữ nào thì chúng ta cũng cần có sự chăm chỉ và sự cần cù luyện tập. Khi học tại trung tâm thì các bạn nên đến các buổi học đầy đủ, tham gia các khóa luyện và các khóa học đầy đủ để chúng ta có những cái kiến thức thật là vững chắc. Còn trước khi vào phòng thi thì mọi người hãy bình tĩnh và làm hết cái khả năng mình có, không nên căng thẳng hoặc là bất kỳ một hành động đó thì có thể dẫn đến việc thi không tốt. Vâng, và cảm ơn rất là nhiều những cái chia sẻ bổ ích của bạn. Vâng, thì chúc bạn là với kết quả TOEIC lần này sẽ là hành trang để cho bạn bước vào cuộc sống thuận lợi cho công việc, cho bạn may mắn. Vâng, là cảm ơn trung tâm.